Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón mùa đông xinh xắn và đơn giản như thế này ha Đối với mẫu này thì mình có phối hai màu Một phần thân trên là màu đỏ nè, phần thân dưới là màu trắng ha Hoặc là các bạn cũng có thể phối nhiều màu khác nhau Và cũng có tạo một cục bông ở trên đỉnh đầu cho cái phần nón của mình nó thêm xinh xắn hơn Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len miêu cốt tông cuộn 125g Sợi len của mình là mát ép và chữ đỏ nè hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác nhau ha. Độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Kim móc thì mình sử dụng kim 4 mm để cho cái phần thân nón của mình nó được mềm mại hơn. Những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim mà các bạn có so với sợi len. Thì đầu kim nó sẽ có độ dày gấp đôi so với sợi len là được ha. Đây. Ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len kim khâu len và dụng cụ làm cục bông nè làm cục bông để trang trí trên đỉnh nón ha bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi đã có được một nút rồi, tùy vào chiều cao sai đầu mà các bạn đang móc, các bạn sẽ móc lên cho mình một sợi dây móc xích có cái chiều cao hơn một nửa so với cái chiều cao sai đầu ha. Thì cái số đo này mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo chiều cao cũng như là số đo vòng đầu. Thì đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 20 mũi móc xích ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 và 20. Khi có được 20 mũi móc xích, đây là một nửa so với chiều cao sai đầu của mình đang móc nè. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. 1 2 Ta đâm kim vào chân thứ 20 móc vào đó một mũi kép đơn. Từ đây làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lưu ý cho mình khi các bạn móc đến những cái chân móc cuối cùng nè Ta có cái sợi len thừa ban đầu nè Các bạn móc cho giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc Để khi mình cắt len không phải giấu len nhiều ha Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Và lưu ý chừa cho mình hai chân móc cuối cùng nha Lúc này sẽ còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc cuối cùng đó chân kế cuối các bạn móc cho mình vào đó một mũi nửa kép. Và chân móc cuối cùng móc cho mình một mũi móc đơn vào chân cuối cùng ha. Như vậy là mình sẽ giảm được cái chiều cao của mũi móc và ta có 20 mũi nè. Tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. 20 mũi phía dưới tạo ra 20 chân móc cho hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân đầu tiên móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn từ chân thứ hai trở đi để ý nè ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc một đường móc bên trên và một đường móc bên dưới nè thì ta sẽ đâm kim vào cái đường móc ở bên dưới để mình móc ha đây thì cái chân thứ hai là cái chân mình móc mũi nửa kép thì các bạn sẽ móc cho mình vào đầu chân đó một mũi nửa kép và cũng đâm kim vào chân bên dưới nè móc vào đây một mũi nửa kép ha các chân móc còn lại thì mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn và ta đều đâm kim vào cái chân bên dưới để móc ha móc cho mình tương tự cho đến cuối hàng Sau khi đã móc cho mình đến cuối hàng móc rồi nè, mình sẽ tạo ra một cái đường gờ như thế này ha. Cho phần thân nón của mình nó có điểm nhấn hơn nè. Lúc này đến cái chân móc cuối cùng thì chân móc cuối cùng thay vì mình móc vào chân bên dưới, các bạn sẽ không móc vào chân bên dưới mà mình móc luôn vào chân móc ha. Móc vào đây một mũi kép đơn. Thì khi mình móc vào luôn chân móc nó sẽ giúp cho cái mũi móc của mình nó không có bị hở nhiều ở đây. Từ đây lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Ở phía dưới mình móc mũi kép đơn thì phía trên các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đơn. Và lưu ý chân đầu tiên sẽ đâm kim vào luôn chân móc ha. Móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn trước. Các chân còn lại thì mình cũng đâm kim vào chân móc bên dưới nè. Và các cái chân móc bên dưới này ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào cái đường móc bên dưới. Móc chừa cho mình hai chân cuối cùng nha. Khi móc các cái mũi kép đơn như thế này cho đến cuối nè thì mình cũng có được một cái đường g cho cái hàng móc này ha. Còn lại hai chân móc cuối cùng, chân kế cuối là mũi nửa kép nên các bạn sẽ móc cho mình vào chân này một mũi nửa kép ha. Và cũng đâm kim vào cái chân nằm bên dưới. Còn chân móc cuối cùng là chân của mũi móc đơn thì mình sẽ móc vào cái chân móc đó một mũi móc đơn. Và lưu ý móc luôn cho mình vào chân móc chứ không móc vào đường bên dưới nữa. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp sẽ làm tương tự như cái hàng thứ hai nè. Chân móc đầu tiên móc luôn vào chân móc một mũi móc đơn. Từ chân thứ hai trở đi ta sẽ đâm kim vào đường móc bên dưới và móc ha. Chân móc bên dưới móc mũi nào thì chân bên trên sẽ móc mũi đó. Móc tương tự cho đến cuối thì cái chân móc cuối cùng móc luôn vào chân móc nè. Các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và lưu ý cho mình ha, hàng bên dưới móc mũi gì thì cái chân móc bên trên sẽ móc mũi đó móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái chiều dài mà mình đạt được nó sẽ bằng với cái số đo vòng đầu của size mà các bạn móc là được ha. Sau khi các bạn đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc nè, lúc này các cái hàng móc của mình nó sẽ đạt được một cái chiều dài như thế này. thì đến điểm kết thúc móc lên cho mình một mũi móc xích. sau đó các bạn quốc cho mình cái phần quát này nhỏ lại nè. khi gặp đôi cái phần thân nó lại. Cái hàng móc ở bên trên là cái hàng mà mình có cái mũi móc đơn ở đây nè. Nó sẽ nhỏ hơn so với cái vòng bên dưới thì cái phần này mình sẽ sử dụng để gắn cục bông ha. Còn đây là cái phần sai vòng đầu nè. Sử dụng cho mình thước dây. Các bạn sẽ đo cho mình cái chiều dài mà mình đạt được. Thì chất len của mình nó có độ co giãn hơn các bạn sẽ đo cho mình ước chừng. Đây. Đối với size này mình móc 56 cm. Các bạn sẽ đo cho mình làm sao cho nó bằng 56 là được ha. Như vậy là mình đã đạt được số đo vòng đầu cần móc rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại ha. Khi nối thì điểm kết thúc hàng móc của các bạn nằm ở chỗ nào thì các bạn sẽ tiến hành nối song song với cái mũi móc ở điểm đó ha. thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc bên trên này đồng thời đâm kim cho mình vào cái chân móc tương ứng với cái hàng móc bên kia là cái hàng xích mà mình gây nên đầu tiên nè ha đâm kim cho mình vào hai chân móc song song tương ứng với nhau và móc vào đây một mũi dời tiếp tục đâm kim vào hai chân móc song song kế tiếp và cũng đâm kim vào đó móc một mũi dời ha Các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc. Đâm kim vào hai chân móc song song với nhau và móc vào một mũi giờ cho đến cuối ha. Sau khi đã nẹp đến cuối hàng móc thì cái mũi móc của mình nó cũng tạo ra được một cái đường G song song và tương ứng giống như các cái hàng phần thân nón nè. Thì kết thúc móc lên một xích kéo và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình có thể khâu tóm lại cái phần đỉnh này ha. Đây mình khâu tóm lại nè. Thì bây giờ mình sẽ thay màu vào móc phần thân dưới. Điểm đầu tiên mà mình cần đâm kim để móc cái phần thân dưới, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc mà mình nẹp lại á đây đây là hàng móc mà mình nẹp nè thì đây là cái hàng đầu tiên mà mình móc cái hàng xích đầu tiên á các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái hàng xích đầu tiên mà mình gây nên của cái phần thân này đây phía trước của cái mũi mà mình chụm đây ha đâm kim vào đây sau đó đưa sợi len ra phía sau chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha để giấu sợi len vào trong mũi móc nè tạo một nút kéo sợi len dài nè, sau đó kéo cái nút của sợi màu trắng này qua cái chân móc. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một sợi dây móc xích. Các bạn sẽ để ý cho mình cái chiều cao của cái phần thân trên nè. Thì móc cho mình cái tổng số mũi xích của chiều cao phần thân trên, sau đó cộng thêm một nửa của cái chiều cao này nữa. Thì ví dụ như của mình ở đây là 20 mũi xích nè Thì mình sẽ móc lên 20 mũi Cộng thêm một nửa nữa là 10 mũi nữa Là tổng cộng mình sẽ móc lên 30 mũi móc xích ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 mũi này nè, nó sẽ bằng cái chiều cao phần thân trên rồi nè. Thì tiếp tục móc thêm một nửa nữa ha. Tức là mình sẽ móc thêm 10 mũi nữa. Ta sẽ có 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30. 30 mũi móc xích nè. Khi so vào với cái phần thân trên nè. Chiều cao của phần thân trên nè, cộng thêm một nửa của chiều cao này từ đây tiếp tục móc lên cho mình hai mũi xích. Sau đó đâm kim cho mình vào 30 chân móc xích này, mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn ha. Làm tương tự cho mình cho đến cuối luôn. Thì lúc này mình chỉ móc mũi kép đơn chứ không móc mũi nửa kép hay mũi móc đơn nữa nha. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến các cái chân móc cuối cùng nè thì cũng có cái sợi len thừa mà mình chưa ra đầu tiên á. Các bạn cũng móc dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Ta cứ móc đều mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến hết hàng. Khi móc được 30 mũi kép đơn vào 30 chân móc xích rồi, đến cái chân móc cuối cùng ở đây rồi ha, thì kết thúc cái hàng móc này nè Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc Của cái hàng phía dưới này nè Thì lúc này mình sẽ có các cái thân chân móc và chân móc ha Thì mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc tương ứng với nó Đâm kim từ ngoài vào trong móc vào đây một mũi dời Đây ha, chân móc nè Móc vào đây một mũi dời Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên nè và lúc này để ý cho mình mặt phải của cái hàng mà mình vừa móc này Nó sẽ nằm trùng với mặt phải của cái hàng phần thân màu đỏ nè Để tiếp tục hàng tiếp theo thì móc lên cho mình hai xích Sau đó ta cũng đâm kim từ trên xuống dưới vào cái chân móc của cái hàng tiếp theo ha Móc vào đây một mũi dời nè Đây đâm từ trên xuống dưới Sau đó quay ngược đầu móc lại Khi quay ngược đầu móc lại lưu ý quay ngược chiều kim đồng hồ Lúc này mình sẽ có 30 chân móc. Thì 30 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Phần thân màu đỏ chân đầu tiên và chân cuối cùng móc luôn vào chân móc. Còn phần màu trắng thì chân đầu tiên không cần móc luôn vào chân móc ha. Các bạn sẽ móc cho mình vào đường móc nằm ở bên dưới. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào chân bên dưới ha. móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng thì chân cuối cùng móc luôn cho mình vào chân móc nha sau khi đã móc được đến cuối hàng nè chân cuối cùng ta sẽ móc luôn vào chân móc để cho cái đường móc của mình nó không có bị hở ha móc vào đây một mũi kép đơn sau đó móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại thì lưu ý cho mình cái chân móc đầu tiên này ở cái khúc này thì mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc ha móc vào một mũi kép đơn từ chân móc thứ hai trở đi thì mỗi chân là một mũi kép đơn và ta sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm bên dưới ha các bạn móc cho mình cho đến cuối hàng thì mình sẽ kết thúc cái hàng móc này bằng một mũi dời vào cái chân móc này sau đó tiếp tục bắt đầu hàng tiếp theo thì lên hai mũi xích sau đó móc một mũi dời vào cái chân móc kế tiếp trên này ha và quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại để nối hai cái phần thân lại với nhau thì ta sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ cho cái mũi móc của mình nó được đẹp hơn ha các bạn sẽ đẹp tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy cho đến hết cái vòng nón là được Thì sau khi mình đã móc thêm được nhiều hàng móc nè và đã nối lại được phần thân màu trắng với màu đỏ rồi thì cái phần chính giữa nó sẽ tạo ra được cái họa tiết như thế này ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại. Trước khi nối thì móc lên một xích, sau đó mình sẽ guốc cái nút này cho cái nút của mình nó nhỏ lại. Lúc này mình nẹp thì nó cũng tương tự giống như cái hàng nẹp màu đỏ ở bên trên nè, cái điểm nối này nó sẽ nằm thẳng hàng với cái hàng nối của phần màu đỏ ha và để tiện cho việc nối các bạn sẽ luồn tay cho mình vào chính giữa từ cái đỉnh nó đi xuống nè đây mình sẽ cầm như thế này nó sẽ dễ dàng hơn ha đâm kim vào chân móc của hàng bên này và một chân móc song song với nó đây chân đầu tiên của hàng còn lại ha hai chân móc đâm kim như thế này và móc vào đây một mũi dời sau đó tiếp tục đâm kim vào hai chân móc kế tiếp song song và trùng với nhau nè. Một mũi dời ha. Hai chân móc kế tiếp móc vào một mũi dời nè. Các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho đến hết. đã nẹp cho mình cái phần thân màu trắng vào với nhau rồi nè. Các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha. Sau đó kéo cái sợi len thừa này qua. Sử dụng cho mình kim khâu xỏ cái sợi len này vào kim khâu nè. Các bạn khâu nhỏ lại cho mình cái điểm nối ha. Sau đó mình sẽ tiếp tục giấu cái sợi len thừa này bằng kim khâu. Khi giấu len nè. Ta sẽ đâm kim vào các cái thân chân móc nè. Giấu một đoạn ha, lùi lại. Sau đó tiếp tục nè. Giấu được sợi len thừa rồi thì cắt len. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần thân nón ha. Đây thân trên nè. Tiếp tục sử dụng kim khâu xỏ cho mình cái sợi len màu đỏ ở trên đỉnh nón á. Ta sẽ đâm kim từ ngoài vào trong các cái chân móc liên tiếp với nhau nè. Đâm từ ngoài vào trong ha Vào các cái chân móc của mũi đơn á Các bạn cũng có thể đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp nhau Hoặc là có thể bỏ qua một chân và đâm kim vào chân kế tiếp ha Tức là khoảng cách của nó sẽ cách nhau là một chân móc á Khi mình luồn kim vào một khoảng rồi thì gốc cho mình sợi len cho cái đường móc của mình nó được khép lại hơn nè Sau đó cứ tiếp tục ha Xỏ từ ngoài vào trong các cái chân móc kế tiếp kéo thật mạnh sợi lên nè. Thì cái đỉnh nón của mình nó sẽ được bo nhỏ lại ha. Tạo cho mình một cuốc sau đó mình sẽ khâu cho cái phần đỉnh nón này nó nhỏ lại. Tiến hành cắt len ha. Như vậy là ta vừa hoàn tất được cái phần thân nón như thế này. Hàng màu trắng ở bên dưới này mình sẽ gấp đôi lên trên ha. Nó sẽ giúp cho cái phần viền nón của mình nó được dày dặn và ấm áp hơn. Và để che được cái phần đỉnh nón, sử dụng cho mình bộ dụng cụ làm cục bông nè. Và mình sẽ tạo một cái cục bông để mình có thể gắn lên trang trí cho phần đỉnh nón ha và để gắn được cái cục bông này lên trên thân nón nè các bạn sẽ sử dụng cho mình kim móc mình sẽ chọn hai điểm ở hai bên song song với nhau sau đó kéo một sợi len qua tiếp tục đâm ngược lại ha vào cùng hai chân móc đó luôn và mình sẽ kéo sợi còn lại Guốc lại nè. Thắt cho mình nhiều muối để mình có thể giữ cố định được cái cục bông này lên trên thân nón ha. Sau đó cắt cái đoạn len này đi. thì cái phần đỉnh nón của mình nó sẽ được đều đặn hơn ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu nón len mùa đông xinh xắn như thế này các bạn cũng có thể phối màu để phù hợp cho cả nam lẫn nữ ha chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu nón này và nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha